Đây bấm nha. Đây. Lên đây này con. Lên đây nè. Lên đây con. Lên đây luôn đi. Đây mẹ. Giỏi quá. Ba dạy leo vào thang nè. Wow, trời ơi. Một mình nó leo cầu thang đây này. Bữa ba, ba nó dạy có một lần thôi đó. Trời đất ơi. Man, bà ngoại thấy con giỏi không? Ba dạy cầu leo, con leo cầu thang con leo này, mà cái vấn đề là con leo xuống được không? Rồi về tự tuột xuống hả? Đừng nghe. Biết không? Biết đi xuống không? Ba có dạy leo xuống không? Thôi chắc mẹ bồng xuống cho chắc ăn quá. Múc leo xuống còn kìa. Cái tướng leo kìa. Trời ơi. Hai cha con âm thầm. Ha. À. Nãy con leo lên cầu thang, con lên đây con có làm gì theo đi theo. Bữa ba nó leo lên tuốt trên đây lận, nó chắc ba đỡ lên. Ai à, dạo đeo có một mình thôi đó. Chị ta đang tìm cách đi xuống rồi. Chưa biết đi xuống. Đi xuống không? Có biết cách đi xuống không? Con muốn đi xuống hả? Muốn đi xuống không? Mẹ bồng xuống. Muốn đi xuống mà không biết sao xuống. Thôi đi ra vô luôn hả? Hay mẹ cõng xuống cho chịu không? Mẹ là chắc chắn ba chưa dạy cho đi xuống rồi. Hèn chi rồi? Chưa nè. Chứ ba mà dạy là tuột xuống rồi. Một tuổi á bà ngoại. Leo cầu thang ghê chưa? Trời ơi. Chưa biết cách leo xuống nhưng mà cũng muốn lắm à. Mà không biết. Để mẹ dạy con leo xuống nha. Chịu không?